Bác thân mến, dọc như này em thích một cây ổi của bà chị Liên ở chợ, nhưng mà chưa kịp mua thì cũng đang làm giá thôi, không phải là cũng kịp mua mà là mình chưa đang kẹt tiền quá. Thì hôm nay gọi vừa xong ấy, bây giờ là tầm 5:30 chiều rồi, nhưng mà gọi thấy bà chị Liên đã bán rồi, đã thấy các ông đang Facebook bán 5 triệu rồi thì buồn quá, đi mới ra là trước Tết thấy cái ổi này. Bây giờ mình lên xem lại, không ngờ nó to quá, không quất được. Ông anh đang bảo là 15 triệu. Không quất được, to quá. To quá. 15 triệu. Bác nào mà có không gian nhé. Để con này quần thụ rất hay. Em đứng xa xa thì cái này chắc chắn là nhiều quả. Ổi ta. Hôm em lai vợ em đi mua ít đồ trên Sơn Tây ấy, thì không nghĩ nó to dã man luôn. Đấy, lá tổ tay tán khá rồi. Tổ tay tán khá rồi. Đã có tay tán khá rồi. Tay tán khá rồi. Tất nhiên bác này bác không nên ngành khác, nhưng bác chơi được thì bác không tâm mấy. 15 triệu ấy quá đầu người. Em tiếc, em vẫn tiếc cái con ổi kia. Buồn em đi dắt xe em đi thì không ngờ nó lại không quất được, to quá. Nó là quất thì đến mà lấy. Đây đôi điền cổ bác ấy đang bảo là bán cả đôi này là cả đôi là 6 triệu thôi cả. Là 12 triệu. Chung này không nhớ vừa nãy tí nữa. Xem lại cái đoạn đầu video bác nhá. Đấy, lộc vừng nó biết bác chơi rất con em. Cả đồ cổ đồ biết. Đây. Anh ấy là anh Vinh gọi đấy. Rồi các bác nhá. Anh tên gì vậy? Anh là Vinh. Vinh à? Toàn Vinh. Đọc cho em cái số điện thoại với 0972. Có là Zalo. À đây 0972 gì nhỉ? 449808. Về xem nhớ luôn. Vâng. Đâu đó phải lưu sau không nhớ tên mình là gì, khó lắm. Quay xem bây giờ nghiên cứu cho nó chuẩn. Đây thì là bonsai thì bạn đẹp này. Đây kia cái tí đẹp. Cái ngọc bút à? Lục vừng này bệ gớm nhỉ, trung chậu gớm nhỉ. Ngoài kia thấy có cây sữa với mấy cây ổi hay. Cây sữa, tối. Lục vừng. Xanh xi nhà em nhiều quá rồi, em chỉ thích ổi thôi. Em đâu ạ? Em ở tận chỗ Thạch Hòa. Thạch Hòa? Vâng. Ở đâu nhỉ? Gần khu công nghệ cao này. À, rồi. Đấy. Hôm trước em nhớ em đi qua đây thấy cái ổi trước Tết đấy. Đây này. Em nghĩ nó nhỏ nhỏ cơ. Nhưng mà nhìn nó to. To. Anh mới chuyển lên. Vâng. Lúc anh mới chuyển lên được gần năm. Con này ngày xưa nó chắc nó trong cái đôn, trong cái ngày xưa thống đá. Vâng. Thì anh mới đập vào đá. Đây. Bên đây là hoa nhiều lắm, dài đặc quá. Vâng. Đây bản thân hoa nhiều. Này thả nước nữa thì nhiều hoa lắm. Đấy, chỉ phải những cây đang ngoại, đoạn ngoại kìa. Vâng. Ngoài đường. Điền đây. Điền. 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 Nhà em có sánh điện rồi? Có anh. Có hai cây. Đang bán hai cây để mua cái ổi. Bán gì luôn, anh xem anh mua cho. Ờ thế à? Ừ. Em anh không gì để đổi cây đó. Em thích một cây ổi quá mà. Không gì để đổi sai. Thế là em bán nhưng mà chưa kịp bán xong nó đã mua, có người mua mất cây ổi rồi. Đấy hả? Cây ổi 5 triệu, tí nữa cho em xem ảnh. Ừ. Em có kênh YouTube cây cối mà. À. Suốt ngày cây cối. Có đam mê rồi. Vâng, mê lắm. Anh đã lúc học sinh như bây giờ. Vừa nãy chính là em ở nhà em lên đây chứ.
em mua trượt cái kia em bực, em lên em xem cây này của anh nhưng mà nó to. Cái hôm em xem thì chưa lấy, chưa. Hôm nay anh đúng lướt qua cảm giác bé. Vâng. Vâng. Tại hôm Tết em chở vợ em lên trên kia mua hàng ở trên kia đồ trên kia. Thế đi qua có mấy mà có thích không không dám mua, vợ nó đi cùng nó lằng nhằng. Nó to quá, anh nhìn thấy nó to quá. Điền. Em có hai con điền. Bán để mua một con ổ mà cùng là một con thì tí nữa em có ảnh ấy. Nó to, bể, nó to cao hơn con này. Một con thì đấy, tay... anh có một con điên nữa ở ngoài vườn, cái ổ nó góc cuối rồi đấy. À. Lúc em già đây. Vâng. Cái ổ có ổ ở đất này. Ở trong. Đấy, đấy. Mà anh em mà giao lưu được thì tốt quá. Em nhìn thấy cái ổ ở trong á. Vâng. Em đang chán xanh. Cuối cuối thì có cái ổ ở trong. Tất nhiên mà nó cứ nó sạch sẽ như này thì vẫn thế. Điên. Nghệ thuật. Chơi cây ăn quả nhé, thích quay về dân dã đi, có điều kiện thì bây giờ lại thích những cây thôn quê. Tất nhiên những cái đồ này nó vẫn có giá nhưng mà nó kiểu như là vâng đấy đấy, con tùng này của anh đẹp đấy chứ, tùng tuyết à, tuyết tùng. Tùng tuyết, tùng tuyết, tùng xà mà làm như tùng cối nhỉ? Xanh mướt, xanh mướt đấy. Già lắm rồi đấy. Già. Em có con đa lông hay lắm. À quên, con đa búp đỏ. Đẹp lắm. Tí đấy cho anh xem. Nó lùn tịt này thôi nhưng mà gốc nó phải bằng to hơn đùi em. Lùn. Trong khu công nghệ. Vâng. Em nhớ, em nhìn một lần là em nhớ cái ổi này. Em cứ đi đâu thấy ổi là em mò vào. Không ngờ nó to kìa. Em mới còn bảo là nếu mà mua được thì đi chở xe máy mà. Cứ đi đấy, đi từ nhà lên đi. Vừa nãy hỏi cái cây kia thì nó bảo nó bán mất rồi. Thế là thôi. Thì giờ đúng là cây của anh em trong không gian thì vâng. Đẹp. Vâng. Vâng. Đấy. Bây giờ em quay em về nghiên cứu hoặc là up lên cho anh nào cũng gọi luôn cho bác. Có ai thì em gọi luôn cho bác luôn. Em bây bán thì có phần trăm đấy. Không, em không quan tâm với người ta có số của anh ấy, người ta gọi luôn cho anh. Không, nó có luật hết là bán anh đi anh bán được cái. À. Có, vâng. Đấy, tí nữa. Điền này đâu anh? Điền đấy. Điền. Con này thì bao tiền anh? Đấy thì... 6 triệu. Được. Đấy không được, đấy của anh lúc là mấy chục triệu. Điền này đâu anh? Điền. Thì là cũng là hơn 20 triệu. Vâng. 20 triệu. Nếu nó rẻ là anh bán. Vâng, nó cũng kỹ rồi này. Về chỉ việc chơi thôi. Ngon lành thôi. Ngon lành. Vâng. Vâng. Cái thời mà 22 cây này thì nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm. Vâng. Vâng. Ngay chỉ cần có cái gốc thôi là bán là hàng chục triệu. Nó lại là ban đang lên lại đấy anh ạ. Nó bắt đầu lên lại đấy. Anh thử những cái chậu này đâu, cái vùng này mình làm gì có nhỉ? Chậu á? Đấy đấy, vùng mình làm gì có nhỉ? Anh chắc phải đặt đúng không? Này làm móng anh? Giống làm móng thế nhỉ? Giống nhỉ? Mỡ thế? Đẹp thế nhỉ? Dày thế?
nếu mà lá nó ngắn tí nữa thì giống lá móng y hệt luôn. Vâng. Nó vẫn là quê nhỉ? Người lá đẹp thế. Lá đẹp, dài, sáng sủi, cây sáng lưỡi sáng. Lá. Đấy. Rất tự nhiên nhá. Con tự trồng có thể là ngày chưa biết là bón một cái gì. Chưa biết bón cái gì. À. Mà chưa. Em cây trồng giỏi thế nhỉ? Trồng cây anh chưa thuốc mà em biết là cây của anh chưa có cá luôn đi phần nào. Thích chứ. Anh là thằng trồng cây ẩu nhất trong các loại trồng cây. Thế rồi giống em quá. Đất con đất với vận là quốc đấy là. Giống em quá bởi là em ban ngày đi làm hành chính ấy. Đê thì có cây nào chính xác chính là người chính là cái gì? Viễn thông. À viễn thông à? Em làm dưới Hà Nội cơ. Anh làm cái bộ nông nghiệp, anh làm Hà Nội đây à? À đây là bộ nông nghiệp chỗ Hòa Thám à? Anh làm bộ nông nghiệp, thế nhưng mà anh lại làm tiếp dân ở đây, tiếp dân các nhưng văn phòng của Hòa Thám đúng không? Đúng rồi. Em cung cấp internet trong đấy. À đây à? Em bên Net Nam. À, áo áo. Áo. Giao lưu với cây bên cái vườn vâng. Anh kiểu mua ai thấy. Tí mua đấy, tí mua. Con này thế này. Em thích cái lá con này bao tiền anh? Còn ní thì giá 4 củ. 4 củ nhá. Con này mà ví dụ cái giấy kiểu cái buôn ấy nó cứ thổi lên là lá móng khối ốc tin. Mình cho không mình có sơ sơ mà mình còn lẫn lẫn mà khi nó mà cũng chả quan trọng cũng đẹp là được. Đi cấy nó ấm thân hết rồi, làm vâng. Xong mới chịu chơi. Đấy. Nó lại cấy chơi. Được lắm. Bệ rất sạch sẽ. Sạch sẽ. Hay đấy. Anh đổ không ít tiền vào cái đống này đâu nhỉ? Lần đầu tiên em nhìn thấy con hoa giấy lá kiểu này đấy. Hoa thì hoa tím này thì biết, và cái lá kiểu này là lần đầu tiên nhìn thấy. Tím nổ. Hoa tím mới nổ đấy. Vâng. Đấy người đó, em đi cười nó đấy. Đấy nó vâng. Nổ. Nhưng mà thân nó vẫn là tím Huế. Nhưng mà vâng. Da của nó tự nó nổ ra này. Vâng. Đấy, là tím Huế. Lần đầu tiên em nhìn thấy cái dòng này đấy. Đi rất nhiều rồi đấy. Nhìn nó khổ hạnh nha. Mà lá lại rất là xanh. Đây là cây xí lúc đỏ. Con này bao tiền anh? Cây thì cây nó cao hơn cây ít. Cao hơn cây... Cây đọc 4 triệu rồi. À, rồi. Cái nào hơn 4 triệu cây. Được cái nhỉ? Cây này nó cổ lắm. Nay mà có thời gian mà chăm chút làm tán tiếp vào dây. Mình không thấy vào dây anh nhỉ? À? Mình không thấy vào dây cây nào nhỉ? Toàn cắt giật nhỉ? Ờ. Đấy, con lộc vườn kia khác. Cây lộc vườn kia ghê nhỉ? Cây lộc vườn trước cây nhiều tiền lắm. Vâng. Giờ nó vẫn giả cao. Bây giờ vẫn nhiều tiền. Cây giờ vẫn đang giả cao anh các bạn. Cây đang giả là 18 triệu. Bây giờ xí búp đỏ người ta cũng vẫn thích. Ờ, chuộng lắm. Cây này chuộng. Anh mới bán cây xí búp đỏ xong. À đây. Nó bán một cây bé bé. Đẹp quá nhỉ? Anh mới bán cây búp đỏ bé lắm. Anh bán là gần chục triệu. Cái này phải khá khá đấy đúng không? Không, cây này anh bán còn rẻ. Thì anh mua được, thực rẻ với anh làm được anh bán. À. Nếu mà ai mua thương bương thương là thợ, anh bán là tiền chục triệu. Chục triệu, cái này là chục triệu không? Chục triệu, nó là cái này rẻ mà. Đây chiếc này của nó nhiều tiền. Đấy. Ông nào mà ông xem kênh của em không biết là ông gọi anh ấy. Rồi, ok. Ôi rồi. Ông nào gọi. Alo. Đang đi chơi tí. Sơn Tây. Đi đổ ít xăng. Nha, đang bận tí nhá. Đấy cho em quay cả đối điện cổ ở ngoài thế. Vâng. Mà anh mua được đối điện đấy cũng rẻ. Anh bán đối điện cổ. Đối bán 12 triệu. Vẫn còn là một đôi đúng không? Một đôi. 12 triệu. Trước đối thì 40 triệu, 50 triệu. Tí nữa ra xem. Đời nó 12 triệu. Con này bề thế quá nhỉ. Con này mà em làm ấy, nếu mà em ấy là em làm con trực hoành. Trực hoành. Đuổi cái tay này ra.
tất nhiên nó hơi bị chống lý. Chống cái chỗ này đấy, mỗi người chơi một kiểu đúng nó hơi bị chống cái này được nó có cái vách này à. Ừ, em có kiểu hay chiếc khoanh có lý làm ở kia làm trực đúng không? À, vâng cái này mạnh nè. Rồi cái này làm hoành đúng không? Cố gắng có một tí ở đây nữa. Thế nếu là hoành thì em phải cắt đổ hết đây hay là kệ nó nuôi không, theo cái trong hình nhật không cắt à, để nó khỏe với vách nuôi đến trước hình nhật à. Em cắt cái tay này đi. Ờ đúng rồi, cắt bỏ. Cắt bỏ nhé. Đúng không? Cắt cái tay đi. Nếu mà chụp vách thì phải cắt tay này nè. Vâng, em gỡ vào cái vách này đi. Bên này là gì gỡ bỏ. Lấy cái con này được một con đổ nữa. Ờ. Được, có lý phết đấy. Đấy. Phá cũng được vậy. Phá chứ. Bên này tiếp tục phá. Cái này bỏ, cái này là bỏ là chắc. Đúng rồi, có thể bên này để lại được. Vâng, cái đúng này không? để. Ừ, có được lại được. Vậy cái này nó để nó cân cây, nó giật. Được, nếu thế em được đấy. Chụp ảnh. Đấy. Coi, về thế đấy. Nhìn thích đấy. Được hai cây nữa mà này. Đấy. Chụp ảnh. Được lao ra được, lạ cây đấy. Được. Em thích mua về để phá lắm. Đúng rồi, giống anh thế. Rồi. Anh mua cây mà không được phá đấy. Đấy. Cần đai phải phá. Đấy. Có được sau anh có. Ác chiến đấy. Để em quay cái cây lục vưng này. Đấy, quay cái này. À, ổi. Đấy, vừa xem ổi mà lại thấy nhiều cây hay quá. Cây lục vưng thì ấm dần hết rồi đấy. Sầm phụ. Sầm phụ. Được phát kiểu. Giống giống đôi đũa thần của ông Cường Họa Sĩ quá. Con này nhìn người nó như cái này à. Như một con tinh tinh hay con khỉ. À. Mặt có mũi có tay chân ở dưới rồi. Đang có triển lãm ở trung tâm quốc gia đấy. À đấy. À. Các trưởng lão là ra hết. Còn những cây tê tuổi là ra hết. Đấy, thả nước ngay sau nhiều hoa, cây này cực kỳ nhiều hoa. Cây này sẽ rất nhiều hoa, không thả nước này nhiều hoa. Nhiều hoa đang hay đang thả nước. Vâng. Được đấy. Ngoài kiếm nhiều hoa, phía ngoài thì chụp. Đấy. Long xà. Ủi long xà, to quá rồi. Vâng, trời ác quá nhỉ. Chấm đông của mọi người. Ôi ôi, cái bức này là trầm hay là gì đây? Hả? Bức này là trầm hay là gì đây? Trầm, đúng rồi, trầm hương này. Sao lại nhìn tính được một củ hương này. Vâng. Củ hương cái trầm hương. Ôi, sợ ác quá em. Đây là những bức tranh nhà làm rồi. Đấy, hôm nay đi chơi có lại gặp cao nhân thôi. Được không của anh luôn. Vậy đây là cái bức được không của anh luôn. Alo. Alo. Ừ, bận tí 30 phút nữa nha. Rồi. Bức trầm này sướng quá nhỉ. Thích. Có tự nhiên đẹp. Không được kéo. Thửa được những cái đồ thích quá nhỉ. Này em bao giờ cho nó có được mấy cái này. Ơi. Tốt kém lắm. Để có cái chống đồng em quay mà ai thích thì. Chống đồng. Chống đồng nó to lắm. Quay cái nhỏ này to. Cái này có khi phải để một buổi em lên bác lần nữa thôi. Rồi đến cũng làm được. Đấy. Anh đi dạy mà anh cũng thuận. Lắm đồ hay quá. Đồ cổ này, chống đồng này. Tiền cả tiền cổ đấy nhỉ. Ừ. Tiền cổ, đồng hồ cổ. Ôi trời. Các loại linh tinh. Hai cái lung tung lắm, kể đó lúc nó sẽ con đấy nha. Đấy. Các phẩm cũng ở trên. Loa cổ đó. Loa cổ đẹp quá, hay quá. Chậu à, đấy chậu mẫu, chậu mẫu ở trong tủ rồi, hay đấy. Ôi em bé xinh quá, em bé xinh quá. Đấy. Đấy đấy, đây là chị nhà đây anh. Lấy chồng này sướng nhỉ. Chơi toàn chơi nghệ thuật. Em ra cái cây kia mất. Em quay ngoài người điên bên này. Cho nó sáng. Đây con long này, long xà đây. Rồi. Đây. Các bác